Xin chào các bạn. Đây là một chiếc ô tô đang bị hỏng và bây giờ chúng ta cần sửa chữa nó nha. Ôi rơi mất ống khói rồi. Giờ chúng ta phải sửa thôi. Nào, chúng ta cùng sửa nào. Nào, đầu tiên là chúng ta xì bụi đi. À, xì bụi này. Đấy, chúng ta xì bụi đi. Đây là động cơ của ô tô, cái bụi là xì bụi. À, chúng ta buông một ít dầu trơn ở đây. À, buông một ít dầu trơn ở động cơ, bên trong động cơ nhé. Bên trong trục nhé. Lắp ống khói vào. Đó. Lắp thật chắc chắn rồi nhá. Đó, đây nữa. Lắp xong ống khói này. Rồi. Bây giờ chúng ta xem. Cabin bị hỏng rồi. Chúng ta dùng cái tua vít này. Tua vít của chúng ta đây. Cái vít để sửa nhá. Lại lên. Lại lên nhá. Lại lớp kính này nhá. Lại dần lên nhá. Đấy. Đó. Không đơn giản đâu. Đó, chúng ta đang sửa đấy. Chúng ta đã sửa xong cabin rồi. Các tấm kính đã được kéo lên rồi, không bị tụt nữa. Đây là tấm kính. Nãy là tấm kính của chúng ta bị hỏng, bị trôi xuống dưới đúng không? Nào xem bánh vấn đề không? À, xem bánh. À, bánh này kẹt quá. Tháo ra xem nha. Kẹt quá, tháo ra xem có vấn đề gì không? Nhớt vậy. Bánh này kẹt là do thiếu dầu nhớt. Thiếu mỡ đấy. Nào. Sao vậy? À. Và đây nữa, trong cái trục nữa. Thổi bụi đi. Bơm mỡ vào. Đó. Đây là cái tính mùi ô tô này. Nào, giờ chúng ta sẽ lắp bánh vào. Bánh trước đấy. Trơn ghê. À, bánh lại quay tít rồi. Bánh này nữa xem nào. Bánh này có vẻ cũng xít này. À, bật lại không được. À, tháo ra để bảo dưỡng nha. À, trời. Đây. Rất là nhiều bụi. Thôi chưa. Cho dầu nhớt vào. Cho dầu nhớt vào. Bơm mỡ vào. Bơm mỡ vào. Bơm mỡ vào. Rồi chúng ta sẽ bơm mỡ vào đây. Bơm mỡ vào đây. Và thổi bụi đi. Đó. Ta xem là bên trong có vấn đề nhá. Đó, chúng ta lắp bánh vào. Cái bánh vào. Xem nào. Đấy.
tốt rồi, mà chúng ta cần vặn các ốc lại cho nó chặt. À, vặn ốc vào. Đó, vặn ốc phải chặt rồi nha, cả rơi mất. Hỏng xe nha. Đấy. Rồi chúng ta sẽ lắp cái toa xe này vào. Tô đã được sửa xong rồi, xuất xưởng thôi. À, xin chào tạm biệt các bạn. Các bạn nhớ đăng ký để xem video mới nhất của chúng tôi nha. Chào tạm biệt.